Thì hôm nay mình sẽ ăn tôm luộc nha. Đây, đó, tôm nha. Trong lúc chờ tôm chín thì mình sẽ đi làm muối ớt. Ủa lộn, làm nước chấm. Đây, nước chấm chúng ta gồm có tương, nước tương có ớt thì được nha. Mà không có ớt cũng không sao. Nước tương bình thường mọi người ăn. Đồng chúng ta sẽ bỏ tiêu ớt. Chà, từng ớt hết trơn rồi. Mới đầu thì chúng ta sẽ bỏ nước tương. Từng ớt vô. Đề nghị mọi người là bỏ ít ít thôi nha. Ai ăn cay nhiều bỏ nhiều. Tại mình cũng ăn cay nhiều nhưng mà tải cho từng ớt nó tiêu. Chọn nó sạch cho từng ớt phi luôn. Xong. Ai. Mọi người từng ớt đây. Khuấy cho đều. Để quay cho mình xem nha. Đây, khuấy đều. Từng giọt nước tương được khuấy đều với tương ớt. Nhìn nó lợn cợt. Để thử rồi nó có cay không. Cũng cay. Cái cũng vừa ăn chứ không có cay nhiều. Xong, bỏ qua phần này đi. Quay lại với những em tôm thì mấy em tôm cũng đã ngã đỏ rồi nhưng mà chưa chín. Nó đi chua. Hôm qua mình có up, hình như có up cái clip cho TikTok á, là chỉ mọi người mấy con tôm này nè, muối trong tủ lạnh hôm nay ăn nha. Đây là những con tôm sú. Ủa, tôm này tôm sú, tôm này tôm thẻ chứ. Tôm thẻ vô luôn. Bỏ tôm thẻ vô nồi. Nồi để dâng quá. Chạy. Cuối cùng thì nó cũng chín rồi nè mọi người ơi. Chín rồi. Tên tên tên. Wow, siêu to khổng lồ. Con hạng 2 con này nè. Con siêu to đi gạt con kia. Đi, cái camera quay đâu trời. Má ơi nóng. Ôi ơi. Ôi giời ơi. Thấy chưa quý vị? Thua không? Hơn cầm tay em luôn mà. Đây nha. Cần cảnh. Còn đây là cái nước chấm hồi nãy mình pha. Sệt sệt. Đây nha. Siêu to khổng lồ. So sánh với cầm tay em ơi. Nó thấy chưa. Đây. Đây là em tôm. Chấm như cái nước xốp thẳng thánh. Từ từ để quay camera ra nha mọi người. Đây nha. Hướng gì cũng nổi. Ăn xỉu luôn rồi. Dai mà vừa ngọt. Cái này tươi cái ngọt dữ luôn. Ngon. Dữ luôn. Này.